Cô Thủy xin chào các anh, các chị và các bạn. Cô xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài học tiếp theo là cách thiết kế một dáng áo vest cổ điển. Và vị khách của chúng ta trong ngày hôm nay là một người có dáng như trên hình ảnh các bạn đang được nhìn thấy. Đấy là dáng người là hơi cao và gầy, cổ cao, phần quả ngực nhỏ, lưng dài và bụng thì lép. Đấy là đằng trước nhá. Thế còn đằng sau thì như các bạn đang nhìn thấy là dáng hơi cúi, lưng phẳng và như các bạn thấy là lưng cũng đang dài, mông thì lép. Đấy thì đấy là cái phần nghiêng mà các bạn đang nhìn thấy. Phần đằng sau hẳn nữa thì các anh chị đang nhìn thấy rõ ràng hơn, đấy là cái phần vai cũng đang bị lép và mông lép, vai lép, lưng hơi thẳng. Đấy, có nghĩa là dáng người này của chúng ta là một người cao gầy và hơi siêu phẳng một chút. Thì bây giờ chúng ta sẽ được ứng dụng để cắt sản phẩm này cho khách. Thế nhưng mà chúng ta phải thiết kế để làm sao khách của chúng ta khi mà mặc sản phẩm của chúng ta lên là vẫn tôn được dáng và đẹp hơn. Cho nên là bây giờ cô sẽ tư vấn với cái khách hàng này của chúng ta một cái mẫu mà các anh chị sẽ cùng cô để tham khảo nhé. Cô ví dụ khách hàng này của chúng ta có thể mặc mẫu này. Đây các anh chị đang nhìn thấy trên màn hình của cô là một cái mẫu mà hai hàng khuy. Đây là một cái mẫu hai hàng khuy và dáng rất là hiện đại, mặc với một cái dáng quần ống đứng. Thì cô đang thấy là nó phù hợp với dáng người này. Vì bản chất thì bản chất và hình ảnh của khuôn mặt của khách hàng của chúng ta thì rất là tây và rất là hiện đại, cho nên là cô sẽ sử dụng cái form dáng hiện đại để thiết kế cho khách hàng này. Thứ nhất là hai hàng khuy hai bên như các anh chị đang nhìn thấy, và cái phần cổ này là phần cổ ve ngóc, và cổ này đang được lấy sâu xuống phần hạ eo thân trước. Sau đó thì phần vai thì với người vai lép này các bạn có thể sử dụng cái phần đệm nó to và nó dày hơn một chút để cho vai người ta đầy hơn. Cái tiếp theo nữa là với những dáng người như thế này là cái phần quả ngực này của họ cũng đang rất là lép, cho nên là cô sẽ sử dụng một cái phương pháp cắt thiết kế của áo vest cổ điển để cô để cái vị trí ly trục tâm eo này, trục tâm giữa này nó sẽ nhỏ, và cô sẽ xử lý hai cái đường cắt tời ở hai bên sườn để nó có điểm nhấn cho cái dáng áo. Như các bạn đã được học qua các cái phần học chính thì chúng ta đang có hai phương pháp để cắt cái áo vest cổ điển. Thứ nhất là cắt trực tiếp theo công thức của cắt thiết kế áo vest cổ điển. Hai là chúng ta sẽ phát triển từ áo vest 8 mảnh. Thì hiện tại là các bạn đang sử dụng áo vest 8 mảnh để chuyển sang áo vest cổ điển, hay còn gọi là áo vest 10 mảnh. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào trước tiên là vào hình vẽ minh họa trên sản phẩm đã, sau rồi chúng ta sẽ vào thực tế nhé. Và bây giờ thì các anh chị sẽ nhìn trên màn hình để xem cô vẽ diễm họa của cái mẫu này. Thì để cho video của chúng ta không bị dài thì cô đã vẽ sẵn một cái mẫu mà các anh chị đang nhìn ở đây. Và bây giờ cô sẽ tô lại một chút xíu như sau. Thứ nhất là chúng ta xác định cái áo này là thân sau thì thường là dài đến tầm chớm mông thì là xinh. Đấy, tại vì mông người ta nhỏ mà chúng ta mà cắt dài quá thì nó sẽ che hết phần mông, cho nên là ở thân sau thì cô cũng xác định một đường trục giữa này. Đó, sau đó thì cô vẽ phần vai ra. Vẽ phần vai ra và cô vẽ phần cổ. Đó, cô vẽ phần cổ. Thì cô lấy chiều dài đến tầm chớm mông thân sau. Thì hiện tại là dài của bạn thân sau đang là dài 60 và rộng mông là 88. Sau đó thì cô vẽ cái vai đúng vai của bạn đó. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ phần thân. Đấy, thì các bạn lưu ý là đây là áo vest, cô gọi là áo vest dáng dài, hay còn gọi là áo vest cổ điển hay là áo vest 10 mảnh thì cũng giống nhau. Phần thân sau thì cô cũng bổ một đường 7 mảnh từ trên nách đi xuống. Đó, ở bên sườn chúng ta vẫn giữ nguyên thân sau, và tí nữa chúng ta sẽ cắt áo vest 10 mảnh thì nó sẽ có một cái đường cắt ở bên cạnh như này, và nó sẽ được liền sườn, tí nữa các bạn sẽ được hiểu rất là rõ ở các cái video phần sau. Sau đó thì chúng ta vẽ dài tay. Và tay của bạn thì cô sẽ cách điệu một chút là cô sẽ làm xẻ. Ví dụ như tay của bạn có cái đường mang tay ở đây thì cô sẽ xẻ giả đây để cô khâu cúc. Thế thì các bạn sẽ vẽ ra, các bạn sẽ minh họa ra. Đấy, và thì chúng ta đính cúc vào đây. Đấy. Ví dụ còn khách này thì có thể như các bạn đang nhìn thấy đây là một cái quần ống đứng, thì các bạn có thể mặc cái quần ống đứng hay mặc một chiếc bút chì cũng đều đẹp nhá. Thì nếu mà khách thích quần ống đứng thì chúng ta có thể vẽ quần ống đứng ra, và cái ống này thì cũng tương đương khoảng từ 17 đến 18 cm. Đấy, từ 17 đến 18 cm. Thì cô cứ minh họa như vậy. Thế sau đó thì chúng ta sẽ vẽ phần thân trước. Thì các anh chị cũng xác định cho cô từ trục tâm. Và chúng ta